Rồi, sự trở lại của Nhân Cơm Trái này cả nhà. Nhân Cơm Trái xin chào tất cả mọi người. Dạ. Yeah. Hôm bữa quay Nhân đó, cái cũng có khán giả hỏi là bộ lúc này Nhân Cơm Trái không có bán cơm cháy nữa hả? Nói sao cái xe không thấy cái thúng nữa. Thì hôm bữa có một cái lần mình có phỏng vấn anh Nhân rồi đó cả nhà, thì anh Nhân nói là lúc này mùa mưa thất thường, cho nên là chỉ đi thường là đi bán buổi sáng. Với lại có đôi khi là bán về là xong rồi để cái thúng ở nhà rồi bắt đầu mới đi quay được, chứ không giống như hồi trước thì muốn quay đâu thì hẹn gặp anh, còn bây giờ là đợi anh bán xong rồi bắt đầu mới về cất bánh, tại vì bánh mà mùa mưa thì nhiều khi nó bị dẫm mưa cái là bỏ hết luôn anh ha, vừa móc mà vừa mềm nữa đúng không? Bữa đúng rồi, nó mềm có dạ. Gió như mưa là nó bị yếu. Dạ, bị yếu liền á, thì cả nhà được. Mình biết rồi, cơm cháy nó phải giòn thì mới ăn được. Đó, cho nên anh Nhân lúc này là chỉ có hẹn là đi quay thôi, chứ không có chở theo cái thúng bánh nữa. Còn nếu mà cả nhà mình ai mà muốn đặt bánh riêng thì cứ liên lạc sẽ ship tận nơi. Nhưng mà số lượng nhiều chút xíu nha. Dạ, rồi hôm nay anh Nhân hát bài gì tặng cho khán giả anh Nhân ơi? Nhân xin hát bài Lẻ Bóng của dạ. Anh ca sĩ Tiến Vũ anh hát đó. Dạ, Vũ, cái bài Lẻ Bóng này là của nhạc sĩ Anh Bằng. Nó có một bài Sầu Lẻ Bóng là khác, cái này Lẻ Bóng đúng không? Đúng rồi, Lẻ Bóng là có người hồi tôi còn Sầu Lẻ Bóng là bà đó cũng hay ha, bà đó lâu rồi người hát ha. Dạ, lâu quá anh nghe ông ai hát cái này, Nhân hát lại bài này cho mọi người nghe nha. Rồi quên nữa, hôm bữa khán giả cứ hỏi hoài là muốn mua cái loa này ở đâu, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu lại với các bạn nha. Mình sẽ chia sẻ với bạn nào đây, số điện thoại nè các bạn. Đó 0937276976 đó. Thì nếu mà muốn mua thì cứ liên hệ với số điện thoại này nha. Thì mình là sẽ có người đó, người ta hướng dẫn cho các bạn à, tại vì cái này là của chính hãng luôn đó. Đó. Cho nên bên mình thì nhiều khi các bạn cứ hỏi bình luận rồi mình không có thời gian để mình trả lời hết đó, cho nên các bạn cứ liên hệ số điện thoại đó. Có người hồi tôi tại sao ưa ca, bài ca sầu nhớ hương ấm trăng mờ hoàn hôn. Ưa đi lặng lẽ trong những đêm gió mưa u buồn mà nghe cô đơn. Đừng trách tình duyên tôi đời mày người chẳng ưa nhìn tơ liêu rủ, ưa tìm trong giấc ngủ. Ngày còn nấu thơ lòng chưa biết chi mong mơ. Nói nhiều để cho sầu vơi tôi ưa, tìm lên đồi vắng hương lắng chung bóng khơi trong chim bạt gió nghe tiếng kêu tít ta xa vời lòng thêm chơi vơi. Thường viết dòng tâm tư vào những chiều u, thương cần tu la đổ thương mùa đông nức nở, hương cung ve rền trong nắng ngồi hè bơ vơ. Còn thương, còn nhớ đường xa gian khổ phong trần. Tạm quên với khi tuổi thanh xuân, năm tháng giữ non nhà. Mong lòng là ra đi là giữ yên bờ cõi, một đời nguyện hy sinh hạnh phúc riêng người ơi. Biết bao giờ thôi, nói sao cạn lời,
tình tôi mến người. Vẫn là niềm thương đầy vơi khi ca, bài ca sầu nhớ khi ngắm trăng mờ hoàn hôn. Khi đi lặng lẽ trong những đêm gió mưa u buồn mà nghe cô đơn. Hẹn ước về tương lai, chờ đón ngày tới, đôi lòng không canh chờ như bầy chim mắm tổ. Tôi xin rằng người ca cũng chọn một niềm. Nói nhiều để cho sầu vơi, tôi ưa tìm lên đồi vắng hương lắng chuông chùa bóng khơi. Trong chim vạt gió nghe tiếng kêu tiết tha xa vời, lòng thêm chơi vơi. Thường viết dòng tâm tư vào những chiều ua, thương cần tu lá đổ, thương mùa đông nức nở, thương cung ve rền trong nắng rồi hè bơ. Còn thương, còn nhớ đường xa gian khổ phong trần. Tạm quên với khi tuổi thanh xuân, năm tháng giữ non nhà. Mong lòng là ra đi là giữ im bờ cõi. Một đời nguyện hy sinh hạnh phúc riêng người ơi, biết bao giờ thôi, nói sao cạn lời tình tôi mến người. Vẫn là niềm thương đầy vơi khi ca, bài ca sầu nhớ khi ngắm trăng mờ hoàn hôn. Khi đi lặng lẽ trong những đêm gió mưa u buồn mà nghe cô đơn. Hẹn ước về tương lai, chờ đón ngày tới, đôi lòng không cần chờ như bầy chim mắm tổ. Tôi xin rằng người ca cũng chọn một niềm vui. Tôi xin rằng người ca cũng chọn một niềm vui. Tôi xin rằng người ca cũng chọn một niềm vui. Rồi, cảm ơn Nhân rất nhiều nha, bài hát này quá tâm trạng luôn. Cảm ơn anh.